Mến chào các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của em. Trong video ngày hôm nay, khi măng tươi đã vào mùa thì em sẽ thực hiện và chia sẻ cách làm món mực xào măng tươi đổi vị cho mâm cơm gia đình. Để làm nên món ăn này đạt được vị ngon và đẹp cần xử lý các nguyên liệu như thế nào? Sau đây xin mời các anh chị và các bạn cùng tham khảo. Nguyên liệu để làm món mực xào măng tươi ở đây thì em có sử dụng 800g mực tươi. Sẽ lựa mua mực còn tươi, dáng bóng, mắt trong, thịt săn chắc và có sự đàn hồi. Sẽ làm sạch mực, cắt bỏ mắt và miệng, ruột bên trong, xương sống. Tùy theo sở thích của gia đình có thể bỏ ra hoặc là để nguyên. Sau đó thì ngâm với nước muối loãng trong khoảng thời gian từ 5 tới 7 phút rồi rửa lại cho sạch. măng tươi. Đối với măng thì các anh chị và bạn có thể mua hoặc là luộc tại nhà. Nếu mua ở ngoài thì nên về luộc lại hoặc là rửa với nhiều lần nước cho sạch. Phần măng này thì em đã luộc chín kỹ nên là em sẽ bỏ qua công đoạn làm măng nhé. Một củ hành tím thái lát, một củ tỏi băm, một mẫu gừng thái lát. Hai quả ớt sừng không cay. Rau thơm sẽ là hành lá, ngò gai, húng quế. Bước đầu tiên sẽ cho mực vào một cái tô lớn. Cho gừng thái lát vào. Kèm theo đó là một thìa canh rượu trắng. Trần qua nước sôi. Đây là cách giúp mực săn lại, khử tanh, khi xào không bị ra nước nhiều, mực sẽ nhanh chín. Trần mực trong 3 phút. Mực săn lại sẽ lấy ra ngoài để cho nguội bớt rồi thái thành miếng nhỏ vừa ăn. Mực đã thái thành miếng nhỏ vừa ăn sẽ cho vào một cái tô. Bây giờ sẽ ướp với một thìa cà phê hạt nêm, một chút tiêu xay, một thìa canh dầu hào. Một chút tỏi băm. Rồi trộn đều. Và ướp trong khoảng thời gian là 15 phút. Tiếp theo, đối với măng sẽ thái hoặc là tước thành những miếng nhỏ vừa ăn. Các anh chị và các bạn nên lựa mua măng cũ sẽ giòn, ngọt và hấp dẫn hơn. Sau thời gian 15 phút, mực ướp đủ thời gian sẽ bắc chảo lên bếp. Thêm vào đây là một chút dầu ăn. Phi thơm tỏi và hành. Rồi cho mực vào. Xào trên lửa lớn để mực không bị ra nước nhiều.
Mực chín tới sẽ lấy ra ngoài, không xào kỹ quá mực sẽ mất ngon. Rồi cho măng vào để xào chín. Sẽ nêm phần gia vị còn lại. Măng dễ bị mặn nên là lượng muối nêm vào thì các anh chị và bạn nên chú ý để không bị mặn nhé. Rồi xào thêm từ 5 tới 7 phút cho thấm vị. Măng đã chín, thấm vị, sẽ cho mực quay trở lại chảo. Ớt sừng sẽ thái lát, thêm một ít húc hành cắt khúc. Và xào thêm trong khoảng thời gian là 1 phút. Đồng thời lúc này sẽ nêm lại gia vị sao cho vừa ăn. Cuối cùng sẽ cho phần rau thơm cắt khúc vào. Trộn đều sẽ tắt bếp. Rồi cho ra đĩa. Mực xào măng là món ăn ngon, kích thích vị giác cho những bữa cơm gia đình. Mực xào chín vừa tới, giữ được vị ngọt, giòn, đậm đà. Măng tươi giòn, thêm hương thơm đặc trưng của rau thơm rất hấp dẫn. Cách làm nhanh và đơn giản, nguyên liệu dễ mua thì các anh chị và các bạn hãy tham khảo để thay đổi món cho mâm cơm gia đình nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.